em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, xác minh phản ánh chủ tịch xã có dấu hiệu trục lợi thủ tục hành chính đất đai. Vậy nhà nước mình sẽ xem như thế nào? Nguồn tin từ báo VTC News, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang xác minh việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Đa có dấu hiệu trục lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính đất đai. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về phản ánh vấn đề giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại tỉnh Tuyên Quang. Và theo đó thì bản tin thời sự 19 giờ ngày 17 tháng 6 của Đài truyền hình Việt Nam VTV1. Sự phản ánh việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Đa Nguyễn Mạnh Trường cùng với đơn vị tư vấn môi giới có dấu hiệu trục lợi trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Về việc này thì Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương kiểm tra và xác minh làm rõ vụ việc theo phản ánh trong phóng sự của Đài truyền hình Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang xử lý nghiêm minh kịp thời các tổ chức cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước nếu có vi phạm trong sai phạm. Thủ tướng nhấn mạnh cần kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, tuyệt đối không để tiếp dân tình trạng gây khó khăn, nhiễu nhũng người dân, doanh nghiệp lợi dụng việc giải quyết thủ tục hành chính để tham nhũng và lợi ích nhóm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 25 tháng 6 và theo phóng sự do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện khi một người dân tại xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang muốn tách sổ đỏ để thừa kế lại cho các con và lên xã hỏi thủ tục thì một lãnh đạo xã lại giới thiệu một các đơn vị khác tư vấn ngay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để làm dịch vụ ngoài. Nhóm người tư vấn thủ tục hành chính cho người dân là một trong các công ty bất động sản. Khi người dân tìm đến trụ sở công ty sau lần gặp ở xã, sự thật dần dần được hé lộ. Và theo nhân viên của công ty thì họ có mối quan hệ rất là khăng khít với cán bộ địa chính và chủ tịch xã sau khi được nhân viên công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và bất động sản Sơn Hà tư vấn. Chi phí để tách 3 sổ đỏ sẽ là 76 triệu đồng. Đáng nói ở đây, khi người dân tỏ ra thắc mắc với tình tiết hợp pháp của công ty này trong việc làm hồ sơ sổ đỏ thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Đa Trấn An nói rằng công ty bất động sản là từ huyện giới thiệu về và đang làm cho nhiều xã khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã còn khẳng định thêm về người dân rằng nếu người dân tự đi làm thủ tục thì 1,5 tới 5 cũng chưa chắc xong. Ông cho rằng việc đơn vị dịch vụ đưa ra mức phí 76 triệu đồng để tách sổ như vậy là hợp lý. Và đó là thông tin ngày 18 tháng 6. À đúng rồi. Nếu anh em muốn theo dõi vụ án này tới đâu và hãy theo dõi kênh của tôi, nhớ đăng ký vào chung nhé. Tạm biệt.